Khi các chị sử dụng mặt này bẩn rồi thì các chị lật mặt khác lên lại hết, xong ta có thể lại mở bên trong này ra nữa. Như vậy một cái khăn sẽ sử dụng được nhiều lần. Bây giờ lau đồ, các chị sẽ lau theo thứ tự là lau từ trên xuống dưới. Và khăn là các chị phải gập thật gọn như thế này. Để khi các chị sử dụng mặt này bẩn rồi thì các chị lật mặt khác lên lại hết, xong ta có thể lại mở bên trong này ra nữa. Như vậy một cái khăn sẽ sử dụng được nhiều lần. Lau này, từ trên dưới các chị đặt khăn này, lau miết này. Đấy, lau miết nhá. Khi các chị lật mặt khăn ra mà cái mặt khăn này thấy nó bẩn thì ta lật mặt khăn khác miết cho nó lần hai. Đấy, lau và lau miết. Đấy, đồ của vân ta sẽ lau theo chiều đổ của vân. Ví dụ như này ta có thể giải khăn rộng ra. Đấy, ta đặt hết mặt kín mặt này, ta vuốt một phát này nó được hết các mặt. Được chưa? Đấy, vuốt thế này. Hết các mặt. Sang bên này cũng thế. Đấy, ta lau miết nhá. Thế còn cửa thì ta cũng lau từ trên xuống dưới. Thì ta cũng đặt khăn lên mép trên cùng này, miết này. Đấy, thấy khăn nó bị bụi như thế này đúng không? Ta sẽ miết cho nó lần hai. Đấy, thậm chí lần hai lật ra vẫn thấy nó không được sạch, ta lật tiếp mặt ba. Như vậy số lần miết là phụ thuộc vào việc mà các chị miết xong mà thấy khăn nó sạch là được nhá. Đấy. Bây giờ đến cái mặt dưới này thì các chị thấy có chiều đổ vân đây đúng không? Trên này là vân ngang, ta lau ngang ra, vuốt xuống. Cứ từ trên xuống dưới. Đấy, đến đây là có vân này. Đổ theo chiều của vân này. Đấy. Đấy, mau miết theo chiều của vân. Từ trên xuống dưới. Vậy cái khăn này là mà khi mà các chị dùng hết mặt rồi ta lại vò khăn đi. Ta thực hiện tiếp ở cái mặt sau này cũng thế. Gập khăn thật gọn này. Lau miết từ trên xuống dưới. À, sau đó ta lại dở mặt khăn khác ra. Miết từ trên xuống dưới này, theo chiều của vân này. Đấy, sau bây giờ ta lại quay tiếp.